Một giải đấu có truyền thống hàng năm, quy tụ những gai gôn chuyên nghiệp và bán chuyên trên cả nước. Giải vô địch gôn quốc gia 2022, Cúp VinFast, cũng là giải đấu tiền SEA Games, giúp các tay gôn Việt Nam khẳng định mình để có tên trong đội tuyển gôn Việt Nam tham dự SEA Games 31 tới đây. Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Hiệp hội gôn Việt Nam và truyền hình MyTV hân hạnh mang giải vô địch gôn quốc gia 2022 Cúp VinFast tới quý khán giả. Trực tiếp từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4 trên 801 và 804 HD, hệ thống dịch vụ truyền hình MyTV.